Bồ Tát nếu có thể hiểu được Chư Phật và tất cả Pháp Đều do tâm lượng Trong Kinh La Nghiêm nói Tùy tâm ứng lượng Có thể làm được tùy theo tâm chúng sanh Mà biến hiện ra như thế Người này được tùy thuận nhẫn họ ở thế gian này không mê đích thực là tâm của họ như trên đề kinh này nói tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm giác giác mà không mê chúng sanh mê họ không mê chư phật bồ tát ứng hóa ở thế gian chính là như ở đây nói họ có thể hòa đồng với chúng sanh cùng nhau chung sống tất cả đều tùy thuận chúng sanh nhưng tâm họ không để lại dấu ấn vì sao vậy vì họ dùng chân tâm chân tâm chính là ở đây nói họ dùng bốn loại trí trong kinh nói năm loại trí cách nói thông thường là bốn loại trí chuyển bát thức thành tứ trí chúng ta phàm phu không biết không có cách nào phát giác được nó chúng ta dùng bát thức họ dùng tứ trí Không có chút chướng ngại nào Được tùy thuận nhẫn Thật ra nhẫn này là trí Là định Khi Đức Thế Tôn còn tại thế Phạm Phu chúng ta thấy Ngài không khác gì mình mỗi ngày dậy sớm nhập định sau khi xuất định giảng kinh dạy học đây đều là làm cho học trò xem làm cho học trò phải để họ giống như Phật vậy Vĩnh viễn Duy trì thanh tịnh bình đẳng giác Thói quen sinh hoạt trong tăng đoàn Mười giờ tối tình. nghỉ họ nghỉ ngơi là vào giữa đêm à, ấn độ sáng, tính thời gian gọi là ngày đêm sáng thời giờ. ban ngày phân, phân thời gian sáng, thành ba thời gọi là nhật sơ nhật phân nhật là mặt trời sơ nhật, nhật, phân. nhật phân trung phân. nhật phân hậu nhật phân một thời là bốn tiếng buổi à, sáng từ sáu giờ đến mười giờ là đầu ngày đây là thời thứ nhất từ mười giờ đến hai giờ trưa là giữa ngày thời thứ hai từ hai giờ trưa đến sáu giờ là chiều là cuối ngày Buổi tối từ 6 giờ đến 10 giờ là đầu buổi tối Từ 10 giờ tối đến 2 giờ khuya là giữa đêm Từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng là cuối đêm Nó phân chia như vậy Vậy thế ngày đêm 6 thời Người Trung Quốc dùng 12 giờ Dùng tí sử dần mão một giờ của Ấn Độ là Trung Quốc 2 giờ Hiện nay chúng ta dùng giờ của nước ngoài Người phương Tây chia một ngày thành 24 tiếng Nên chúng ta gọi là tiểu thời Tiểu từ đâu mà có Nó nhỏ hơn Trung Quốc nhưng thời gian của Trung Quốc nhỏ hơn Ấn Độ Ấn Độ một giờ hiện tại là bốn giờ Cho nên Nửa đêm ngủ nghỉ Thời gian ngủ là nửa đêm Chính là nghỉ ngơi Họ ngủ nghỉ đều là ngồi thiền Ngày nay chúng ta gọi là không nằm xuống Cho nên 10 giờ đêm nghỉ 2 giờ khuya dậy Dậy làm gì? Dậy vẫn là ngồi thiền nhưng đây là tu thiền công tu thiền định chỉ cho phép công phù tốt đích thực là họ không ngủ người mới học ngủ được bốn tiếng phàn thánh ở cùng nhau hòa thuận Đức à, so Thế Tôn cũng, cũng biểu diễn đẹp như đẹp thế đẹp cho đẹp chúng đẹp ta đẹp thấy Giảng kinh dạy, dạy học Đại Khoảng sau giờ buổi sáng khi thức dậy, chúng ta tin rằng là khoảng sáu bảy giờ. Lúc này là dạy học. Dạy học xong, mọi người cùng đi khất thực. Người xuất gia ăn cơm nhất định là trước giờ ngọ. Sao giờ ngọ không ăn Thông thường Nơi ở các nơi khất thực Khất thực ở nơi thị trấn hay thành phố nhỏ Nơi có người ở Thành thị, xóm làng, thôn trang Đây là nơi đi khất thực Đến nhà người khất thực Cho bao nhiêu tốt bấy nhiêu Một bát cơ Không thể một nhà cúng dường À, Phật nên Đức Phật cho phép hàng đệ tử khất thực bảy nhà Không được quá bảy nhà bảy nhà không khất thực được thì không được đến nhà thứ tám đến nhà thứ tám là tham tâm nên họ có quy định một nhà đủ thì không đến nhà thứ hai không đủ thì mới đi tiếp nhà khác khất thực xong không phải khất thực xong là dùng mà trở về về đến đạo tràng đem tất cả thức ăn để vào một nơi rồi chia ra cùng ăn bình đẳng vì có người có thực được thức ăn ngon còn có người thức ăn không ngon nên khi trở về mọi người phân chia bình đẳng đoàn thể này không nhỏ một ngàn hai trăm năm mươi lăm người thêm đức thế tôn nữa là một ngàn hai trăm năm mươi sáu người Đoàn thể này sống một cuộc sống như vậy Nên được tùy thuận nhẫn Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Phạm phu đối với điều này rất khó khăn vì sao vậy vì đều có tư tâm sống trong đời sống này khiến tư tâm của chúng ta bị mai sạch khiến cho mỗi niệm ta đều nghĩ đến đoàn thể không nghĩ đến cá nhân không có cái tôi sống trong này không có quan niệm về cái tôi Là <laughs> quan niệm gì? Đoàn thể này là nhất thể Không phải một nhà Một nhà vẫn còn xa xôi Thân thể mỗi người khác nhau Phải vứt bỏ, buông bỏ Xả bỏ quan niệm sai lầm này 放下 Đoàn thể này là nhất thể Từ nhất thể này mở rộng ra Biến pháp giới, hư không giới và chính mình là nhất thể Quý vị xem Hoàn toàn thể hiện trong đời sống hàng ngày